Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bịt miệng dân, Đảng có sạch hơn hay không? Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn hô hào lấy dân làm gốc, dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực. Họ cho rằng đây là tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn đảng, toàn dân cần phải học tập. Các văn kiện đại hội đảng nhiều kỳ đều nhấn mạnh những quan điểm này. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư Đảng cùng với công cuộc đốt lò chống tham nhũng thì ông cũng luôn nhấn mạnh việc phải phát huy vai trò của nhân dân trong công cuộc chống giặc nội xâm và làm trong sạch hàng ngũ của đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, người luôn hô hào phải dựa vào dân để chống tham nhũng. Nhưng trong khi đảng thì tỏ ra sức kêu gọi người dân tố cáo tham nhũng, tố cáo tài sản bất minh của cán bộ, mà trong thực tế thì tham nhũng và bất công đã tràn lan trong xã hội. Nó trở thành một căn bệnh trầm kha, thì đa số người dân thì lại lắc đầu chẳng dại. Một số người còn châm biếm rằng các lực lượng công an, an ninh, thuế vụ v.v. đều nắm hết mọi động tĩnh của các quan chức, sao lại xúi dân tố cáo. Một số khác thì cho rằng việc tố giác chưa chắc là có gì kết quả, mà chắc chắn đem lại nhiều phiền phức cho bản thân và nguy hiểm cho gia đình. Thậm chí còn có thể nhận những cái án như vu khống, xâm hại đời tư hoặc nặng hơn là làm lộ bí mật nhà nước. Trong thực tế, rất nhiều người đã vướng một vòng lao lý vì đã lên tiếng tố cáo tham nhũng tiêu cực theo lời kêu gọi của ông Tổng Bí thư. Họ đã bị bỏ tù, bị sách nhiễu, bị chụp cho những cái mũ nặng nề như phản động, tuyên truyền, chống phá nhà nước, vân vân. Vào năm 2019, một nhóm các nhà báo bao gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang đã lập ra nhóm Báo Sạch. Đây là hình ảnh các thành viên của nhóm Báo Sạch. Mục tiêu của nhóm này là viết về các đề tài mà xã hội đang quan tâm, tố cáo tham nhũng tiêu cực ở quan chức và doanh nghiệp. Họ đã có rất nhiều bài báo về vụ án oan Hồ Duy Hải, vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm gây ra cái chết bi thảm cho đảng viên lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kình, vụ thu hồi đất ở thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ, vân vân. Kết quả là nhóm này chỉ tồn tại được một năm thì các thành viên chủ chốt của nhóm lần lượt bị bắt. Họ bị kết tội rằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Sau khi các thành viên nhóm Báo Sạch bị bắt, Tổ chức Phóng viên Biên giới đã ra thông cáo báo chí phản đối bản án và tố cáo Việt Nam đàn áp báo chí độc lập. Một vụ chống tham nhũng khác cũng đã bị đàn áp thậm tệ, đó là vụ của anh Lê Chí Thành. Anh Lê Chí Thành, 40 tuổi, vốn là một đại úy công an, công tác tại trại giam Z30D Xuân Lộc tại Đồng Nai. Vì bất bình với hành vi tham nhũng của cấp trên, anh Thành đã rất nhiều lần gửi đơn tố cáo nhưng không được xem xét. Không những thế, anh còn bị chèn ép đủ điều trong công tác và các sinh hoạt của mình. Đây là hình ảnh anh Lê Chí Thành, một đại úy công an khỏe mạnh, đã bị đánh đến mức còng lưng, đi phải có người dìu. Vì vậy, anh đã sử dụng mạng xã hội Facebook và kênh YouTube để lên tiếng tố cáo các sai phạm này. Kết quả là anh đã bị bắt, bị đánh đập tàn tệ và bị kết án 3 năm tù giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Còn rất nhiều những vụ án đã bị kết án chỉ vì tội dám chống tiêu cực. Đảng bịt miệng dân như vậy thì nào còn mấy ai dám lên tiếng chống tham nhũng những lời hô hào của người đứng đầu đảng để ra nữa. Sử dụng bàn tay sắt, đảng đã làm cho tiếng nói trái chiều để phải in tiếng, kể cả những điều đúng đắn nhằm mục đích xây dựng đảng cũng đều bị đàn áp, quăng vào tù. Tuy phải im lặng, nhưng những chuyện xấu của quan chức của đảng vẫn dâm gian, lan truyền trong dân. Nhất là vào thời đại Internet ngày nay, chuyện xấu của đảng không có cách gì bừng bít nổi. Nếu đảng thực sự muốn trong sạch bộ máy của mình, thì việc tất yếu là phải để cho người dân được mở miệng, được nói, người tố cáo tham nhũng phải được bảo vệ. Mà muốn như vậy thì đảng phải trả cho người dân quyền tự do, dân chủ, quyền được lập nhóm, lập hội để bảo vệ lẫn nhau. Thông qua các hội nhóm, sức mạnh của người dân mới được nâng lên. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga,
một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng thì cho rằng việc khuyến khích người dân tố giác khó có hiệu quả. Điều quan trọng là phải để cho người dân được lập các tổ chức và các tổ chức đó lên tiếng. Các tổ chức đó mới có khả năng, sức mạnh và đoàn kết. Không có tự do dân chủ thì không có cách gì để giám sát, để tố cáo tham nhũng cả. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tài liệu mật về Tô Lâm, kẻ ẩn danh lộ nguyên hình là ông trùm chạy chức. Ông Tô Lâm là bộ trưởng nắm bộ lớn thứ nhì trong chính phủ, chỉ sau Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng thì có 2 ủy viên Bộ Chính trị và 18 ủy viên Trung ương Đảng. Bộ Công an thì có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 4 ủy viên Trung ương Đảng. Trong khi đó, các bộ còn lại chỉ có duy nhất 1 ủy viên Trung ương Đảng là bộ trưởng. Vì thế, Bộ Công an gần như không thuộc quyền điều khiển của Thủ tướng mà là trong tay ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Các giám đốc công an là những người được Bộ Công an điều động và bố trí. Vì thế từ lâu trong lực lượng công an đã nổi lên tình trạng buôn quan bán chức trong ngành này với những thương vụ hết sức béo bở. Đặc biệt, từ khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên nắm quyền thì tình trạng này càng trở nên phổ biến hơn trong lực lượng từ Bắc đến Nam. Và hiển nhiên tại miền Nam, nhất là tại các công an thành phố Hồ Chí Minh, với sự bảo kê của ông Bộ trưởng, nhân vật cánh tay trái hoạt động rất năng nổ trong việc chạy chức, chạy quyền ở đây. Đây là hình ảnh cánh tay trái của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo như thông tin nội bộ từ bên trong chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển ra cho biết, chính nhân vật ngồi bên trái ông Tô Lâm là người sắp xếp nhân sự cho các sở công an từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến các tỉnh lân cận. Những người này được tay ông này can thiệp có thể kể đến là Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sĩ Quang, vừa làm Giám đốc Công an Đồng Nai, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh, dù bị kỷ luật nhưng được cánh tay trái của ông Bộ trưởng sắp xếp để hạ cánh an toàn. Cựu trưởng phòng hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Nam nay đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng và ngành công an. Đội trưởng đội hình sự Công an quận Tân Phú và đội trưởng đội săn bắt cướp của PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bị đình chỉ công tác cũng như vậy. Đây là những cán bộ công an đã bị báo chí phản ánh về những sai phạm công khai trong thời gian vừa qua và tất cả đều là những vật do cánh tay trái của ông Bộ trưởng đưa lên. Đây là hình ảnh việc điều động ông Nguyễn Sĩ Quang được cho là có bàn tay của ông trùm ngồi bên trái ông Tô Lâm. Cũng là bộ trưởng nhưng không bộ trưởng nào có thể cách chức hay bố trí các vụ thuộc cấp ở các địa phương. Trong khi đó mới đây ông Tô Lâm đã điều đại tá giám đốc công an tỉnh An Giang ra Quảng Ninh để nhận nhiệm vụ. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyền điều động nhân sự và can thiệp vào các cơ sở đã giúp cho Bộ Công an như một ông vua của một cõi. Và cũng chính vì làm vua của một cõi mà dường như ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới có thể xây dựng đế chế riêng của ông đến như vậy. Và nhiều chuyện ông Bộ trưởng Bộ Công an có thể qua mặt ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quyền hạn lớn thì phải gắn với trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, đợt kỷ luật vừa qua, nhiều giám đốc công an tỉnh bị kỷ luật, nhưng ông Tổng Bí thư không hề đả động gì đến trách nhiệm của ông Bộ trưởng. Mà khi được trao quyền nhiều những trách nhiệm nhẹ, hiện tượng lạm quyền sẽ xảy ra. Với 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước, mà Bộ trưởng có quyền bố trí nhân sự tại những nơi này, thì đấy là một thị trường rất rộng lớn. Thị trường mua quan bán tức trong ngành công an vì thế cũng hình thành, nên người đại diện mà nhân vật ngồi bên trái của ông Tô Lâm lần ăn thịt bò dắt vàng tại London vào năm ngoái cũng là một đại diện như vậy. Người này được sự ưu ái của ông Bộ trưởng đầy quyền lực mà trở nên ông trùm mua bán quan chức ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Lẽ ra người ẩn danh đã lộ mặt, đã bị ông Tổng Bí thư phát hiện thì ông Tổng cần mạnh tay với ông Tô Lâm. Trong trường hợp này cho thấy bản thân ông Tổng Bí thư cũng đang thiên vị với cánh tay phải của mình. Một ông bộ trưởng mà nuôi một đầu nậu buôn quan bán chức như thế thì rõ ràng là một hiểm họa cho Đảng. Không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng suy nghĩ như thế nào. Ông Tô Lâm là người khéo che đậy trong các hành động, cho nên cách làm việc và nuôi lính ngoài biên chế cho thấy ông Tô Lâm đang mang rủi ro đến cho Đảng. Ông Tổng đã dùng Tô Lâm làm người hữu ích, tuy nhiên rủi ro uy tín của Đảng là không hề nhỏ và bất kỳ lúc nào nó cũng có thể nổ ra.
thông tin về cánh tay bí ẩn của ông Tô Lâm sẽ tiếp tục được đăng ở bản tin tới đây của tờ Thời báo.de, và các bạn hãy đón xem bản tin lần tới.